Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi được thả tự do tại tòa và được về nhà thực hiện bản án một năm tù treo, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã liên tiếp nhận được sự chú ý của truyền thông. Các mối quan hệ xung quanh Ngọc Trinh cũng được dịp nhắc đến. Đổi bật nhất là giữa Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp, hai người có quan hệ thân thiết lâu năm trong showbiz cả hai đã gắn bó một quãng đường dài kể từ khi mới bước chân vào nghề cho đến hiện tại đã có chỗ đứng nhất định. Thế nhưng, thái độ của ông bầu khi người đẹp vòng eo 56 bị bắt nhận về nhiều lời mỉa mai từ cư dân mạng. Cụ thể, thời điểm đó Vũ Khắc Tiệp đã âm thầm xóa clip quay cảnh Ngọc Trinh nhập viện vì ngã xe. Đồng thời anh cũng không lên tiếng bảo vệ đàn em trước những bình luận công kích như trước đó. Một số người tin rằng Vũ Khắc Tiệp đang muốn mọi chuyện lắng xuống thay vì khiến nó phức tạp nên mới im lặng. Tuy nhiên cũng không ít ý kiến lo ngại cho mối quan hệ cả hai, nghi ngờ họ không còn thân thiết như trước sau khi ngọc trinh nhận mức án một năm tù về tội gây dối trật tự công cộng nhưng được hưởng án treo vũ khắc tiệp đăng dòng trạng thái ngắn gọn lên trang cá nhân chúc mừng em dù không nhắc đến ngọc trinh nhưng ai cũng hiểu ông bầu đang nhắn nhủ đến chân dài gốc trà vinh điều đó càng trở nên chắc chắn hơn khi vũ khắc tiệp còn đăng một đoạn story ngọc trinh khoe dáng đây là lần đầu tiên kể từ khi người đẹp sộ khám mà đàn anh thân thiết công khai nhắc đến cô có thể thấy mối quan hệ giữa vũ khắc tiệp và ngọc trinh vẫn đang rất tốt đẹp chứ không hề sứt mẻ như nhiều người lo ngại cư dân mạng đang mong chờ ngày cặp đôi hội ngộ sau thời gian dài Ngọc Trinh bị tạm giam. Bên cạnh đó, động thái của bạn trai tin đồn là bác sĩ Cao Hữu Thịnh cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Sau khi Ngọc Trinh được về nhà, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã đăng hình ảnh kèm bài viết chúc mừng. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh viết: "Chúc mừng em, xe đang lên rước em về nhà ăn Tết. Em cũng ăn năn và xin lỗi tại tòa, sắp Tết rồi, thôi chuyện cũ mình bỏ qua ha." Bài đăng của vị bác sĩ này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác từ cư dân mạng. Trước đó, hồi giữa tháng 6 năm 2023, bác sĩ Cao Hữu Thịnh vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu Ngọc Trinh do thường xuyên xuất hiện thân thiết cùng nhau. Trước tin đồn này, bác sĩ Cao Hữu Thịnh từng lên tiếng đính chính: "Tôi và Ngọc Trinh hiện tại chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau, mà cả hai đều độc thân, nếu sau này có yêu thương nhau đến với nhau thì không có gì sai. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt và xấu cả. Nếu bạn là người tốt thì mình nhìn cái tốt và chọn cái tốt của nhau để chơi." Ngọc Trinh phải công nhận là đẹp, giỏi, làm việc rất siêng năng và giàu có. Đồng thời, vị bác sĩ này còn khẳng định không dùng người nổi tiếng để tạo chiêu trò, thu hút sự chú ý. Tôi cũng không cần dùng Ngọc Trinh để nổi tiếng và cũng không có nhu cầu dùng Ngọc Trinh đánh bóng tên tuổi. Chỉ đơn giản bạn bè quý mến nhau thì chơi với nhau. Vừa qua, phiên xét xử của người mẫu Trần Thị Ngọc Trinh thu hút đông đảo quan tâm từ phía dư luận. Theo hội đồng xét xử tuyên án, cô nàng có hành vi gây dối trật tự công cộng nhưng biết ăn năn hối cải và có nhân thân tốt nên bị phạt một năm tù treo. Sau khi Ngọc Trinh trở về, Hình ảnh của nữ hoàng nội y không được cập nhật thêm, tuy nhiên, cô nàng đã mở lại các tài khoản xã hội sau nhiều tháng vô hiệu hóa. Được biết, Ngọc Trinh bị bắt vào tháng 10 năm 2023 vì bị khởi tố tội gây dối trật tự công cộng bằng những hành vi lái mô tô với tư thế nguy hiểm, không có bằng lái A2. Đồng phạm có liên quan đến vụ việc là Trần Xuân Đông, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh. Ngọc Trinh và Xuân Đông đã thực hiện trên hai lần hành vi lái mô tô ở tư thế nguy hiểm và lan truyền hình ảnh trên mạng xã hội. Theo hội đồng xét xử, Ngọc Trinh lần đầu phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng, và đã bị tạm giam hơn 3 tháng, phần nào đã răn đe đối với bị cáo này do hành vi không còn nguy hiểm đến xã hội nên Ngọc Trinh được hưởng án treo 1 năm và thử thách 2 năm kể từ ngày tuyên án. Trong 3 tháng Ngọc Trinh bị tạm giam, ba của cô thăm người đẹp được một lần. Ngọc Trinh sinh năm 1990, cô được công chúng biết đến đông đảo với vai trò người mẫu, diễn viên, doanh nhân, chân dài từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2011 và tham gia các bộ phim như Vòng eo 56, Vu quy đại náo, Chị mẹ học yêu, chị chị em em 2. Sau khi trở về nhà, động thái của Ngọc Trinh lẫn những người thân cận đều nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Điển hình như mới đây, trợ lý thân thiết của Ngọc Trinh, Thúy Kiều đã có bài đăng gây chú ý hậu phiên tòa. Theo đó, Thúy Kiều chia sẻ hình ảnh chibi hai nhân vật nữ đi cùng nhau, kèm dòng trạng thái bày tỏ sự phấn khích. Trợ lý Ngọc Trinh viết: "Cái cảm giác cùng nhau đi gội đầu, làm móng, nặn mụn, niềm vui khó tả của em trong lúc này, một cái Tết đong đầy." Bên dưới bài đăng, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng để lại bình luận: "Tết sum vầy, Chúc hai chị em những ngày cuối năm thật an nhiên, hạnh phúc. Dẫn chị đi ăn sập Sài Gòn luôn đi Thúy Kiều ơi. Đáp lại lời đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Thúy Kiều cũng hứa sẽ làm một việc cho Ngọc Trinh sau khi cô được hưởng án treo. Dạ, em cảm ơn bác, em sẽ nấu những món chị thích. Theo cáo trạng, Ngọc Trinh bàn bạc cùng Trần Xuân Đông chuẩn bị mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm. Đồng thời Trinh phân công chỉ đạo cho trợ lý và một số người khác chuẩn bị điện thoại, flycam để quay phim. Ngày mùng 5 tháng 9 năm 2023, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2023 và ngày mùng 6 tháng 10 năm 2023, Trinh và Đông đã có hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn, thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm, di chuyển trên nhiều tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Sau đó, Ngọc Trinh biên tập lại và đăng tải lên các trang mạng cá nhân có số lượng người theo dõi, bình luận và tương tác đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội. Chiều 19 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, thu giữ ba mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam và một phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tăng vật liên quan vụ án. Bị lập biên bản vi phạm hành chính vì những động tác nguy hiểm trên mô tô và không có giấy phép lái xe, Ngọc Trinh không xóa clip mà tiếp tục thông báo gây phẫn nộ. Chờ tôi nhé, một tháng thôi, nói gì thì nói tôi vẫn còn niềm đam mê cháy bỏng với mô tô đứng ở bục xét hỏi của tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh nhiều lần khóc bày tỏ ăn năn. Ngọc Trinh nói mục đích duy nhất của việc quay và đăng clip chỉ là để kỷ niệm. Ba ngày sau khi đăng tải các video, bị cáo bị phần lớn người theo dõi trên mạng xã hội lên án chỉ trích, nhưng phải đến khi làm việc với cơ quan chức năng, bị cáo mới nhận thức rõ sai phạm của mình. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, gây ảnh hưởng xấu cho khán giả theo dõi mình. Bị cáo đã nhận thức được nếu trong lúc biểu diễn như vậy mà có người dân đi qua thì sẽ gây nguy hiểm cho họ. Điều mà Ngọc Trinh lặp lại nhiều lần tại phiên xét xử là thâm tâm bị cáo luôn muốn tuân thủ pháp luật. Dưới lăng kính xã hội, hành vi của Ngọc Trinh gây bức xúc, dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Thế nhưng, trong một chia sẻ sau khi sự việc xảy ra, Ngọc Trinh đã thể hiện thái độ không nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình khi viết rằng vì chỉ có một lần để sống nên mình luôn nhắc nhở bản thân mình phải sống một cuộc đời thật tử tế, thật bận rộn với công việc, với yêu thương mọi người xung quanh mình sẵn sàng làm tất cả những gì mà mình muốn trên cuộc đời này để sau này không có gì phải hối tiếc hay hối hận vì những điều mình không dám làm. Ngọc Trinh muốn sống tử tế nhưng lại có tư tưởng sẵn sàng vi phạm pháp luật để làm những điều mình muốn mà không có gì hối hận. Việc cách ly Ngọc Trinh khỏi xã hội hơn 3 tháng vừa qua cũng giúp phòng ngừa, ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc như cứ chạy xe tốc độ cao, lạng lách, gây mất trật tự, an toàn giao thông thì cũng lắm chỉ bị xử phạt như Ngọc Trinh mà thôi. Trong lời sau cùng, ngọc trinh đã nói lời xin lỗi tới những người liên lụy tới vụ án này